ไอ้จิตใช่มาจัดสมัยมโอ้ก้าหลายจัดสมัยมาหลายเนี่ยกี้บ่ายด้าอาตะโกงหลายน้องเต่าเต่าคลาđốt qua 4 ngày nó bị sập lên lúa ha. Đó, chân đó. Đốt 4 ngày nó bị sập hầm. À, bươi nó ra luôn. Nó bán chung chân đó. Người ta, ta làm than củi là ta làm gì? Ta lấy nhánh cây tới, lấy củi tới người ta để, người ta đào vô cái hầm, thế người ta đốt, người ta đắp đất lại. Tiếp bắt tiếp á, tôi cá bắt củi rồi, tôi nhấp chân luôn. Cá mình đây, con cặn thế. Đấy, lại tới cá con kia nữa, tới tiếp con ấy cái khăn cái tư rồi nhé. Rồi. Chẳng cá muối muối. Vào chung trọc đây. Đây cái này sống nè. Sống có nghĩa là nó chưa thành than còn củi. Phải đốt lại. Thôi cá đốt với. Má tao tao hổ ôn tiết à. Cảnh có mây gì đẹp. Tao buồn ngay á. Ấy chỉ cắt này ta trăm ngày na đây cái mà thọt lấy khơi cái bạt vậy này đúng ra là tới 7 ngày nó mới bươi nhưng tại nó sập hầm á. Sập hầm bươi sớm luôn. Bươi sớm thì nó còn một mớ mớ củi củi sống, than sống. Được có 4 bao. Anh ta lựa nó ra. Ta lựa nó ra cái nào mà nó còn sống anh ta để bên kia. Ta để riêng ra lần sau anh ta đốt tiếp. Khi nào có củi ra đốt tiếp. Thank you.
lớn lớn rồi cho mà chín anh ấy bỏ kế ao gì à đặt đây trâu ba là chặt lông chẳng đặt tiền tạ tới nhà mà mất mát à dương tịt tịt ở tiền đỡ mà bạn môi kia vô bình nắng nè เรือลูกครูนเรือให้เมียนเป็นน้ำอัดเธอลูกตัวฟ้านั่งเพ่งแป้งใช่ไหมนี่บุญหนักเลยมองนึ่งใครนึ่งงานตกเบื่อลูกนั่นตอนเมียนนึกเธอเบี้ยมาเลยลูกเร็วๆได้ยูเต้าเทสมองไกลๆก็ต่อchưa
นึ่งบะบะแค่น้ำร้อยลูกเชื่อไหมบ้าสามถึงลูกเชื่อบ้าสามใบสามบุญจับปิ้งวันกลางบ้าวันเคยเติร์ติบ giờ nó sập hầm á là than nó không chín, không chín là không có đủ than, dự tính là khoảng 200 kg mà giờ cỡ được 100 ngoài. Bây giờ cái nào sống thì đốt lại mà phải có củi mới đốt tiếp. Mua củi thì đốt không không có lời.Ngày củi này là nhánh cây người ta cho mới hai vợ chồng đem đi đốt than, tại vì đốt than thì bán mới dễ bán hơn là bán củi. Bình thường nếu mà nó không có sự cố thì cái hầm than này đốt khoảng 7 ngày, tại vì nó sập hầm rồi thành thử ra người ta bươi nó ra luôn.Củ này nó chín được mớ. Này nó ấy than, nó nấu than là giờ than nó chín nó ấy bỏ vô trong bao để đem đi bán. Ký 6-7 ngàn vậy.Vợ chồng ra đi đốt 4-5 ngày nó bị sập hầm á, nó không có chín hết, còn mất than sống phải đốt lại. Không biết đủ